chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 11 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về một số nhiệm vụ. Triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2021. 90% quất cảnh ở xã Thắng Lợi huyện Văn Giang đã có thương lái đặt mua. Nhà máy nước sạch Mỹ Văn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân. Nguyễn Thị Thu Trang, cô học trò sở hữu nhiều huy chương môn điền kinh. Thêm một vụ cháy xưởng tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về việc lập chương trình phát triển nhà ở đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về việc xây dựng đơn giá bồi thường nhà cửa và các công trình xây dựng khác, xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030, lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Thảo luận xem xét cho ý kiến về ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động và tiêu chí phân loại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu đối với việc lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 phải xây dựng lộ trình cụ thể từng năm để phấn đấu thực hiện, trong đó phải chú trọng đến mục tiêu phát triển đô thị. Đối với lĩnh vực phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải có kế hoạch lộ trình để phát triển. Với những văn bản quan trọng, bên cạnh việc ứng dụng lưu trữ bằng công nghệ thông tin, cần lưu trữ bằng bản giấy nhằm tránh trường hợp mất dữ liệu như đã xảy ra trước đây. Sở Thông tin Truyền thông phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tiếp thu ý kiến của các sở ngành để hoàn thiện ban hành kế hoạch theo lộ trình. Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động và tiêu chí phân loại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Sở Nội vụ trên cơ sở góp ý của các sở ngành địa phương sớm hoàn thiện để ban hành đáp ứng mong mỏi của cử tri. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2021. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tập trung thực hiện tốt đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế về lao động, người có công và xã hội, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng minh bạch, bình đẳng, bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp, người già, trẻ em, người có công với cách mạng, tạo sự công bằng xã hội, hỗ trợ đối tượng yếu thế, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành 100% các đề án trong chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,75%. Ngành Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ giảm nghèo và trợ giúp xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,48%. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ và tỉnh, xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt, thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.
phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Hôm nay, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn phần mềm thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế năm 2021. Năm nay, điều tra kinh tế có nhiều điểm đổi mới, dữ liệu được ánh xạ từ nhiều cơ quan với nhau. Điểm khác biệt trong tổng điều tra kinh tế năm nay là việc thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thực hiện trên trang https://tổngdiềutrakinhte2021.gso.gov.vn thông qua các bảng hỏi điện tử web form. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thực hiện bằng phiếu điện tử CBI trên các thiết bị cầm tay. Bộ Nội vụ chủ trì việc điều tra đối với các đơn vị sự nghiệp. Dữ liệu hồ sơ khai thác được xây dựng danh sách nền từ các nguồn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các dữ liệu xử lý, kiểm tra được ánh xạ dữ liệu từ Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước để tích hợp thông tin vào kết quả điều tra. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin và ánh xạ dữ liệu từ các cơ quan giúp việc điều tra đảm bảo được sự thống nhất và chính xác cao. Thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huyện Kim Động đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đưa bộ phận một cửa liên thông theo hướng hiện đại đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã vào hoạt động. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Năm 2020, bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận và giải quyết trên 1.100 hồ sơ và được giải quyết trước và đúng hạn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục như là các thủ tục liên quan đến người dân doanh nghiệp, như thời gian đăng ký thành lập hộ kinh doanh còn 3 ngày, thành lập hợp tác xã còn 5 ngày. Tại 17 xã thị trấn đã tiếp nhận tại phần mềm điện tử trên 12.000 hồ sơ, 100% giải quyết đúng và trước hạn. Để đạt được kết quả đó, Ủy ban nhân dân huyện chú trọng công tác đào tạo, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn văn hóa ứng xử cho cán bộ, đồng thời đầu tư nâng cấp trang thiết bị điện tử, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và bố trí ở những vị trí thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch làm thủ tục. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được nhu cầu sử dụng rau xanh tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán và bán được giá cao hơn những ngày thường từ 1,5 đến 2 lần, nên các hộ trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã và đang đưa các loại rau củ quả chất lượng vào trồng chăm sóc như là rau thơm các loại, súp lơ, củ cải, cà chua với tổng diện tích trên 12 hectare. Trong đó, vùng trồng rau an toàn thôn Tính Linh và công ty cổ phần rau củ quả Việt Nhật đều ở xã Trung Nghĩa, 6 hectare. Hợp tác xã đầu tư và phát triển nông nghiệp xanh Hồng Nam, xã Bảo Khê trên 6 hectare. Để sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các đơn vị trồng rau đã áp dụng nghiêm các khâu như làm đất kỹ, bón phân hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học. Do thời tiết những ngày này rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rau, nên để kịp thời thu hoạch vào đúng thời điểm Tết, hiện các hộ nông dân đang đẩy mạnh chăm sóc bằng cách che chắn tưới nước cho cây. Còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thời điểm này trên 90% diện tích cam quất cảnh của xã Thắng Lợi huyện Văn Giang được các thương lái đến đặt mua. Các thương lái đến đặt mua chủ yếu vẫn là thị trường quen thuộc là các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Giá bán năm nay sắp xỉ năm ngoái, trung bình ở mức từ 300 đến 400 nghìn đồng một cây quất trồng tại ruộng và trên 500 nghìn đồng một cây quất trên chậu. Tuy nhiên, với những cây dáng thế đẹp, đặc biệt là những cây bưởi quýt trồng trên chậu, giá bán vẫn cao, có khi lên tới hơn 10 triệu đồng. Thời điểm này vẫn đang có khá nhiều khách hàng là các lái buôn đến tìm đặt mua với số lượng lớn. Các nhà vườn nhận định giá cây cảnh năm nay rất khó lường, nhiều khả năng giáp Tết sẽ tăng cao do lượng hoa nhập khẩu từ nước ngoài về bị hạn chế do dịch Covid-19. Cùng với đó là lệnh cấm khai thác đào rừng của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, một số nhà vườn hiện đang giữ lại. Cơ bản đến thời điểm này, các diện tích cây cảnh đều đã chín và lên mã đẹp. Nhà máy nước sạch Mỹ Văn được Ủy ban nhân dân tỉnh phân vùng cấp nước cho xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ của huyện Văn Giang và một số xã của huyện Yên Mỹ. Để người dân các xã trong phân vùng cấp nước sớm được sử dụng nước sạch, hiện nay nhà máy nước sạch Mỹ Văn đang đẩy nhanh tiến độ cấp nước.
Từ nhiều năm nay, nước sạch là niềm mong mỏi của hầu hết các hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải, đoạn chảy qua địa bàn hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ, bởi hệ thống nước ngầm và nước mặt ở khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đầu năm 2020, khi dự án nước sạch của nhà máy nước sạch Mỹ Văn triển khai về xã Vĩnh Khúc đã được đa phần người dân trong xã hưởng ứng đón nhận. Gia đình ông Phạm Quốc Trường là một trong những hộ dân đầu tiên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch. Ông Trường cảm nhận rõ sự thay đổi của chất lượng cuộc sống gia đình mình kể từ khi được sử dụng nước sạch. Trước kia thì chúng tôi dùng nước giếng khoan thì nhiều khi cũng không có sự kiểm định, cho nên rất lo lắng về cái chất lượng. Có thể trong quá trình dùng thì thực ra nó phát bệnh ngay, nó không phát bệnh. Thế nhưng mà cảm thấy là dùng uống nguồn nước thấy nó cái độ ngang nó rất lớn. Thế từ khi dùng nước sạch thì chúng tôi rất yên tâm. Và trong cái quá trình dùng thấy sức khỏe nó cũng đảm bảo, và tất cả các cái việc về đường tiêu hóa rồi là các cái vấn đề về bệnh ngoài da là không thấy phát sinh, cho nên nhân dân ở đây thì cũng rất an tâm. Nhà máy nước sạch Mỹ Văn là một trong hai nhà máy nước được triển khai xây dựng muộn nhất của tỉnh. Đầu năm 2020, song song với việc xây dựng hệ thống xử lý nước với công suất đạt gần 3.000 mét khối một ngày đêm, nhà máy đã triển khai lắp đặt đường ống cấp nước cho 3 xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ của huyện Văn Giang và xã Đồng Than của huyện Yên Mỹ. Với phương châm đường ống giải đến đâu, người dân có nước sử dụng đến đó, hiện tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch ở hai xã Vĩnh Khúc và Nghĩa Trụ đã đạt gần 70%, xã Đồng Than đạt gần 40%. Tôi thấy dùng là kể cả gia đình tôi, các con rất là thích nước sạch sẽ rồi, là trong tôi còn động viên cả các chị em con cháu nhà tôi là cứ phải dùng nước sạch. Để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất đến người dân sử dụng thì nhà máy kiểm tra và đôn đốc anh em cán bộ kỹ thuật túc trực ngày đêm xử lý tốt nhất có thể để đảm bảo theo quy chuẩn một Bộ Y tế. Cam kết của nhà máy là đảm bảo chất lượng nước và thời gian cung cấp nguồn nước 24/24 để bà con được sử dụng nước ổn định. Theo kế hoạch, trong năm 2021, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho 3 xã được phân vùng toàn phần, nhà máy nước sạch Mỹ Văn sẽ đẩy nhanh việc giải quyết với đơn vị cùng cung cấp nước sạch trên địa bàn 2 xã Ngọc Long và Giai Phạm của huyện Yên Mỹ để 100% các hộ dân ở đây đều được sử dụng nước sạch. Sự nỗ lực của nhà máy sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 11 năm là học sinh giỏi, có thành tích học tập đứng trong top đầu của trường và của lớp. Thế nhưng ít ai ngờ rằng cô học trò có dáng người nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, còn có thành tích đáng nể trong các cuộc thi thể thao, hội khỏe phù đồng các cấp với bộ sưu tập là các tấm huy chương vàng bạc. Giờ luyện tập của đội tuyển thể thao môn điền kinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, Trang luôn đứng lọt thỏm giữa các bạn với chiều cao vỏn vẹn 1m50. Thế nhưng ý chí luyện tập và tốc độ di chuyển của em đều không thua kém thành viên nào của đội. Dù mới tham gia vào đội tuyển và luyện tập được 2 năm, nhưng bất kỳ cuộc thi thể thao nào Trang tham gia, em đều đạt thành tích cao. Đặc biệt là tấm huy chương vàng nội dung chạy 800m nữ tại hội khỏe phù đồng tỉnh lần thứ 10, huy chương bạc gia đình kinh mở rộng tỉnh Hưng Yên năm 2019. Về thành tích cao trong thể dục thì sau mỗi buổi chiều học thì chúng em có một đội tập thể dục riêng sẽ luyện tập, sau đó học bài buổi tối. Nếu mà những cái bài tập trên lớp mà không hiểu thì có thể hỏi bạn bè hoặc thầy cô. Còn nếu mà ở nhà mà không có bạn nào giải thích hộ thì mình có thể lên trên mạng tham khảo những thầy cô dạy live stream, hoặc là mình tự cố gắng mình vận động các kiến thức để mình tìm hiểu. Một số học sinh yêu thích thể thao thường không dành nhiều đam mê với các môn văn hóa, nhưng với Trang có điều ngược lại. Em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi các năm học. Ngoài ra còn là thành viên nòng cốt trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh. Để đạt được điều đó, em chia sẻ bí quyết của mình chính là sự quyết tâm và cách sắp xếp thời gian các môn học một cách hợp lý, khoa học. Với cái nội dung chạy 800m như thế này thì đòi hỏi phải có một sự ý chí rất là lớn, không những về tố chất mà còn về khả năng tập luyện. Và thông qua những cái việc đấy thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là em Nguyễn Thị Thu Trang là một em là người có ý chí rất là tốt. Những cố gắng không ngừng nghỉ trong học tập cũng như trong rèn luyện thể dục thể thao đã giúp Trang đạt được những thành quả đáng nể, là hành trang vững chắc giúp em tiếp tục theo đuổi đam mê và thành công trên con đường em đã chọn.
liên tục xảy ra 2 vụ cháy trong một ngày đều ở trên địa bàn huyện Văn Lâm. Như vậy, chỉ tính riêng trong 2 tháng qua ở Hưng Yên, liên tiếp xảy ra tới 5 vụ cháy, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm trước. Vụ thứ nhất, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay, ngày 11 tháng 1 năm 2020, tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, thiêu rụi toàn bộ bãi chứa phế liệu hơn 100m2 của gia đình ông Mai Văn Sơn. Sau khi có mặt, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lây lan. Rất may đám cháy đã không thiệt hại về người. Vụ cháy thứ hai xảy ra tại kho chứa của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Nguyệt trên địa bàn thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm vào trưa nay. Tuy nhiên, được kịp thời dập tắt, không lây lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy cách kho bãi chứa phế liệu và 2 nhà dân kinh doanh, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an huyện Ân Thi đã tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Sau 15 ngày vận động, Công an huyện Ân Thi thu hồi được 9 khẩu súng tự chế, 4 thanh kiếm và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Số lượng vũ khí này, Công an huyện Ân Thi sẽ bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định. Thời gian tiếp theo, Công an huyện Ân Thi tăng cường công tác rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp quản lý nghiệp vụ, đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não, thường xảy ra với người cao tuổi và khi nhiệt độ xuống thấp. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc là giảm đáng kể, khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu thì số lượng tế bào não chết càng nhiều, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Và sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Duy Đông, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên về những lưu ý trong đột quỵ. Xin hỏi bác sĩ, là nguyên nhân gây ra đột quỵ là gì ạ? Nhồi máu não thường là do cái tắc mạch, do cục máu đông, do xơ vữa. Thì nó sẽ liên quan đến các yếu tố nguy cơ như là tuổi tác, các bệnh lý nền, đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh lý nội khoa khác. Ngoài ra các bệnh lý về tim mạch khác như là rối loạn nhịp tim hoặc một số bệnh lý về tim mạch khác. Hai nữa là về cái xuất huyết não thì là do cái vỡ mạch máu não. Vỡ mạch máu não thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do dị dạng mạch, nguyên nhân thứ hai là thường gặp nhất là có thể là do cái tăng huyết áp. Dấu hiệu của đột quỵ như thế nào thưa bác sĩ? Dấu hiệu đột quỵ não thì rối loạn ý thức, tức là bệnh nhân có thể là hôn mê, co giật, tùy theo mức độ. Cái thứ hai là cái rối loạn vận động, tức là có thể là liệt một nửa người hoặc là liệt mặt, liệt tay chân hoặc là liệt cả. Dấu hiệu thứ ba đó là có thể là bệnh nhân đột ngột đau đầu dữ dội và đột ngột choáng váng. Đấy là những cái dấu hiệu cơ bản. Xin bác sĩ có thể cho biết cách phòng tránh đột quỵ như thế nào? Trong cái thời tiết giai đoạn lạnh như này, thì thứ nhất là phải giữ ấm cho cơ thể, thứ hai là phải vận động thể thao, phải vận động thường xuyên, phải thể dục thể thao. Về cái chế độ ăn thì phải chế độ ăn, phải giữ chế độ ăn tốt, nghĩa là tránh để thừa cân béo phì, hạn chế uống rượu bia và thuốc lá, nhất là những người già. Thì ở cái thời tiết rét như này, sáng dậy bước xuống ra khỏi chăn phải vận động 3-5 phút ở trên giường cho cơ thể đủ ấm thích nghi, thì sau đó mình mới xuống giường. Ở những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền, tăng huyết áp thì mình phải kiểm soát tốt cái tăng huyết áp, phải lúc nào cũng phải uống thuốc và theo dõi thường xuyên về cái tăng huyết áp. Các bệnh lý nền về tiểu đường, kiểm tra tiểu đường thường xuyên. Bệnh lý về tăng mỡ máu thì mình phải kiểm soát cái bệnh lý mỡ máu. Cái lưu ý thứ nhất, bệnh nhân trẻ thì thường ai chủ quan, có khi họ không biết là họ
tăng huyết áp. Tăng huyết áp là rất quan trọng nên là cần phải lưu ý là họ phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thường thường là 6 tháng đến 1 năm phải đi kiểm tra định kỳ. Và theo khuyến cáo thì cũng không lên tắm muộn quá và không lên tắm lâu. Ba cái dấu hiệu đột quỵ, tức là một là tê bì hoặc là liệt nhẹ mặt, hoặc là liệt tay chân, hoặc là yếu, hoặc là tráng đột ngột, đau đầu đột ngột chưa rõ nguyên. Thì những cái dấu hiệu đấy là dấu hiệu sớm thì cần phải đi đến bệnh viện ngay lập tức, tức là đi càng sớm càng tốt để tận dụng cái thời gian vàng của đột quỵ não, tức là trong 3 giờ đầu. Vâng, vậy một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.